Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Bốn La Mã, các giai đoạn của cuộc nội chiến và thành lình quanh ông từ mọi phía cùng một lúc, khu rừng rậm rạp đầy súng trường, lưỡi lê và gươm, một cái nón tam tài dựng lên trong cảnh tranh tối tranh sáng, tiếng hét lăn tới nách bùng lỗ bên tai ông, dưới chân ông, xuyên qua những cây gai và cành lá, những gương mặt dữ tợn xuất hiện. Hầu tước chỉ có một mình đứng trên đỉnh, bị tất cả các điểm trong rừng nhìn thấy. Ông không thấy rõ những người réo tên ông, nhưng mọi người thấy ông rất rõ. Nếu có hàng ngàn khẩu súng trường trong rừng, ông đứng ở đó như một cái bia, ông không phân biệt được gì trong khu rừng rậm, mà những cặp mắt bỗng cháy chăm chăm vào ông. Ông gỡ nón, dán tay áo, gỡ một cây gai khô dài ở bụi lao sậy, rút từ trong túi ra một phù hiệu màu trắng, gắn lên gờ phù hiệu có hình dạng một lá cờ, và đổi lại trên đầu cái nón mà gờ được dán lên cho thấy dần trán và phù hiệu của ông. Ông nói bằng giọng cao, nói với cả khu rừng cùng một lúc: "Ta là người mà các ngươi tìm, ta là hầu tước de Lanthenac, tử tước de Fontenay, hoàng thân Bretagne, tướng quân thủ lĩnh các đội quân của nhà vua. Kết thúc đi, bắn đi!" Và kéo giạt vết áo da dê bằng hai tay, ông chỉ lòng ngực để trần. Ông cụp mắt xuống, lấy ánh mắt tìm những khẩu súng trường đang quơ lên và thấy mình bị dây quanh bởi những người đang quỳ gối. Một tiếng thét mênh mông cất lên: "Lanthenac muôn năm, lãnh chúa muôn năm, tướng quân muôn năm!" Đồng thời những cái nón tung lên trong không trung, những thanh gươm xoay vòng vui tươi, và người ta thấy trong cả khu rừng dựng lên những cây gậy mà ở đầu dùng giấy, chiếc nón trùm bằng len nâu. Điều ông khó quên mình là nhóm băng nhóm Văn Đê. Băng nhóm này quỳ gối khi trông thấy ông. Truyền thuyết kể rằng trong những khu rừng già nhiệt đới có những sinh vật lạ lùng thuộc loài giống những tên khổng lồ, ít nhiều là người, được người La Mã coi như những loại vật kinh khiếp và người Germain coi như sự hiện thân của thần thánh, và khi gặp có khả năng bị tận diệt hay được sùng bái. Hầu tức cảm thấy điều gì đó giống như một sinh linh phải cảm nhận khi đang chờ bị đối xử như một con quái vật. Ông thình lình được đối xử như một vị thần. Tất cả những cặp mắt đầy tia chớp đáng gờm nhìn chăm chăm lên hầu tước như một tình yêu hoang dại. Đám đông này được trang bị súng trường, gươm, liềm, cuốc, gậy. Mọi người đều có nón nỉ lớn và mũ trùm nâu với những phù hiệu trắng, rất nhiều tràng hạt và bùa, những chiếc quần cọc rộng mở ra ở đầu gối, những chiếc mũ lông, những đôi ủng da khoeo chân trần, tóc dài. Vài người có vẻ hung hãn, tất cả đều có ánh mắt ngây thơ. Một người trẻ và nét mặt đẹp băng qua những người đang quỳ gối và sải bước lên chỗ hầu tước. Người này như các nông dân, đội một chiếc nón nỉ có vàng lật lên và có phù hiệu trắng, và mặc một chiếc áo lông, nhưng anh ta có đôi tay trắng và một chiếc áo sơ mi mịn, và anh khoác ngoài áo vest một khăn hoàng lụa trắng có treo một thanh kiếm có cán mạ vàng. Đến nơi, anh ném chiếc nón, gỡ khăn tròn, quỳ một chân xuống đất, dâng cho hầu tước khăn hoàng và thanh kiếm của mình, rồi nói: "Chúng tôi đã tìm ngài và chúng tôi đã tìm được. Đây là thanh kiếm chỉ huy, những người này đã gìn giữ cho ngài. Tôi là tư lệnh của họ, tôi thăng cấp bậc, tôi là lính của ngài. Hãy nhận sự tôn vinh của chúng tôi, thưa lãnh chúa, hãy ra lệnh, bẩm tướng quân." Rồi anh ta ra hiệu, rồi nhiều người mang một lá cờ tam tài ra khỏi rừng. Những người này lên đến chỗ hầu tước và đặt lá cờ dưới chân ông. Đó là lá cờ mà ông thoáng thấy xuyên qua hàng cây. "Thưa tướng quân," chàng trai đã dâng kiếm và khăn hoàng cho ông nói, "đây là lá cờ mà chúng tôi vừa lấy của quân xanh trong trại cỏ rơm. Thưa lãnh chúa, tôi tên là Gava, tôi từng ở chỗ hầu tước de la Rouerie." "Tốt," hầu tước nói, và điềm tĩnh, nghiêm nghị, ông thắt chiếc khăn hoàng. Rồi ông rút kiếm và tuốt trần, dung dãy nó phía sau trên đầu. "Đứng dậy," ông nói, và nhà vua giảng tế. Mọi người đều đứng dậy, và người ta nghe trong rừng sâu một tiếng thét cuống cuồng và đắc thắng: "Nhà vua giáng tế, hầu tước của chúng ta muôn năm, Lanthenac muôn năm." Hầu tước quay về phía Gava: "Các cậu có bao nhiêu người?" 7.000. Và khi xuống khỏi ủ đất, trong khi các nông dân giạt lao xảy ra trước các bước chân của hầu tước de Lanthenac, Gava nói tiếp: "Thưa lãnh chúa, không có gì đơn giản hơn. Mọi chuyện ấy phải được giải thích bằng một từ thôi. Người ta chỉ đợi một tia chớp,
cáo thị của bọn Cộng Hòa khi tiết lộ sự có mặt của ngài đã khiến xứ sở dùng lên vì nhà vua. Hơn nữa, chúng tôi còn được cảnh báo dưới tay qua ông tỉnh trưởng Cranville là người của chúng tôi, cũng là người đã cứu linh mục Olivier. Đêm nay, người ta đang gõ mõ. Vì ai? Vì ngài. À, hậu tước nói. Và chúng tôi đó, Gava nói tiếp. Và các cậu có 7.000 người. Hôm nay, chúng tôi sẽ có 15.000 vào ngày mai. Đó là hiệu suất trong xứ khi ông Henri de Roche-Jacquelin đi ra nạp quân đội cơ đốc giáo. Người ta đang gõ mõ và trong một đêm, 6 giáo phận, Isenay, Cocker, Echebrois, Aubier, Saint-Aubin và Nue đã đưa 10.000 người theo ông ấy. Người ta không có trang bị. Người ta đã tìm được ở chỗ người thợ này 60 liều thuốc súng nổ mìn và ông de la Roche-Jacquelin đi với trang bị đó. Chúng tôi đã nghĩ rằng chắc ông ở đâu đó trong rừng này và chúng tôi tìm ông. Và các cậu đã tấn công quân xanh trong trại cỏ rơm. Gió đã ngăn họ nghe những tiếng mõ. Họ không dè chừng. Những người trong ấp rất ì ạch đã đón tiếp họ chu áo. Sáng nay chúng tôi đã bao dây trang trại, quân xanh còn ngủ và chỉ trong một cái phẩy tay, chuyện đã làm xong. Tôi có một con ngựa, ông có hạ cố nhận không, thưa tướng quân? Có, một nông dân đưa đến một con ngựa bạch, tra yên cương theo lối quân đội. Hầu tước không cần nhờ Gava giúp đỡ lên ngựa. Ura! Hoan hô. Các nông dân thét lên vì những tiếng thét bằng tiếng Anh rất thông dụng ở bờ biển Bretagne đọc mang đi trong việc kinh doanh thường xuyên với các đảo trên biển Manche. Gava chào theo lối quân nhân và hỏi, tổng hành dinh của ngài sẽ ở đâu thưa lãnh chúa? Trước tiên là rừng Fouché, đó là một trong 7 khu rừng của ngài, thưa ngài hầu tước, phải có một linh mục. Chúng tôi có một vị, ai? Cha phó sứ nhà nguyện Epre. Tôi biết ông ấy đã đi đến Trèxay. Một linh mục ra khỏi hàng ngũ và nói 3 lần. Hầu tước quay đầu lại, chào cha phó sứ, cha sẽ có việc làm đấy. Càng tốt, thưa ông hầu tước, cha sẽ có nhiều người để giải tội. Những người muốn thế, người ta không ép buộc ai hết. Thưa ông hầu tước, linh mục nói, Gaston ở Gemene buộc những người Cộng Hòa xưng tội. Đó là một con két, hầu tước nói, nhưng cái chết phải được tự do. Gava đã đi ra ngoài giới luật, trở lại. Thưa tướng quân, tôi chờ sự ra lệnh của ngài. Trước tiên, hẹn ở rừng Fouché. Mọi người hãy giải tán và đi đến đó. Lệnh đã được đưa ra. Cậu không phải đã nói với tôi rằng những người ở cỏ sơm đã đón tiếp quân xanh rất tốt sao? Dân, thưa tướng quân, các cậu đã cho đốt trang trại. Dân, các cậu có đốt ấp không? Không, đốt đi. Quân xanh đã cố phòng thủ, nhưng chúng chỉ có 150 người và chúng tôi có 7.000. Bọn quân xanh đó là gì? Quân xanh của Santa. Người đã ra lệnh đánh trống trong khi người ta chặt đầu nhà vua. Vậy đó là một tiểu đoàn ở Paris, nửa tiểu đoàn. Tiểu đoàn này tên gì? Thưa tướng quân, trên cờ có ghi tiểu đoàn mũ đỏ. Những con giặc hung hãn. Phải làm gì với những người bị thương? Kết liễu chúng đi. Phải làm gì với bọn tù binh? Xử bắn chúng. Có khoảng 80 tên, xử bắn hết. Có 2 người đàn bà, cũng vậy. Có 3 đứa con nít, mang chúng theo. Người ta sẽ thấy phải làm gì. Và ông đầu tướng thúc ngựa. 7 La Mã, không ân xá, khẩu hiệu của công xã, không tha chết, khẩu hiệu của các ông hoàng. Trong khi chuyện này xảy ra gần Tali, người ăn mày đi về phía Croyon, ông vùi sâu vào các khe rãnh dưới những chiếc lá bao la dày đặc, không quan tâm đến mọi thứ và chú ý đến những điều không đâu. Như chính ông đã nói, mơ mộng đúng hơn là tư lự, vì người tư lự có mục đích và người mơ mộng lại không có, lang thang rình rập, dừng lại. Ăn đây đó một mầm mây quang, uống nước suối, đôi khi ngẩng đầu lên khi nghe những tiếng ồn xa xa, rồi quay về với sự cuốn hút lóa mắt của thiên nhiên, lấy ánh nắng chiếu bộ quần áo rách rưới, có lẽ nghe tiếng động của con người, nhưng là nghe tiếng chim hót. Ông già cả và chậm chạp, ông không thể đi xa như ông đã nói với hầu tước de Lanthenac. Một khắc đồng hồ đủ làm ông mệt nhoài. Ông đã đi khoảng ngắn đến thập tự Avrasa và tối đến khi ông từ đó quay trở về. Một chút bên kia Maxi, con đường mòn mà ông theo, dẫn ông đến một điểm cao nhất dọn quanh cây cối. Từ đó người ta thấy rất xa và phát hiện chân trời từ phía Tây cho đến biển. Một làn khói khiến ông chú ý, không gì dịu hơn một làn khói, mà không gì đáng sợ hơn. Có những làn khói yên bình và những làn khói vô lương. Một làn khói
Độ dày và màu sắc của một làn khói là cả một sự khác biệt giữa hòa bình và chiến tranh, giữa tình huynh đệ và thù hận, giữa lòng hiếu khách và mộ địa, giữa sự sống và cái chết. Một làn khói dâng lên giữa những hàng cây có thể có nghĩa là những điều đáng yêu nhất trên đời, mái ấm hay những gì kinh khiếp nhất, đám cháy, và tất cả mọi hạnh phúc cũng như mọi xu rũ của con người đôi khi tản mát trong gió. Làn khói mà Tay Mặt nhìn thật đáng ngại. Nó đen ngòm với những ánh đỏ tinh tế như thể than hồng mà nó toát ra có những khoảng cách và kết thúc đã tắt liệm, và nó bốc lên phía trên cỏ rơm. Tay Mặt đến về phía làn khói này. Ông đã mệt nhoài nhưng ông muốn biết đó là gì. Ông đến đỉnh một ngọn đồi và ấp trại lính canh tựa lưng vào. Không còn trại lính canh và ấp, một đống nhà rách nát đang cháy, và xưa kia đó là cỏ rơm. Có điều gì đó nhói lòng đang cháy hơn cả một cung điện. Đó là một liều tranh bốc quả thật thảm não. Sự tàn phá đổ ụp lên nỗi khốn khó. Con diều hâu lao vào sâu xé con sâu đất. Ở đó người ta không biết có gì trái lòng đang sâu xé con tim. Nếu tin truyền thuyết cũ ước, một đám cháy được nhìn nhận là để thay đổi một sinh linh thành tượng. Temas trong chốc lát là pho tượng đó. Quang cảnh mà ông thấy dưới mắt mình khiến ông bất động. Sự phá hủy này hoàn thành trong im lặng. Không một tiếng kêu cất lên, không một tiếng thở dài nào của con người pha trộn vào làn khói đó. Cái lò lửa làm việc và kết thúc việc nuốt chửng ngôi làng mà người ta không nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng răng rắc của xà nhà và tiếng tí tách của mái tranh. Đôi khi làn khói xé ra, mái nhà sụp xuống cho thấy những căn phòng há hốc, than hồng chỉ ra những viên hồng ngọc, những bộ đồ rách đỏ chói và những món đồ cũ kỹ nghèo nàn có màu tía sừng sững trong nội thất màu đỏ son, và Tay Mặt lóa mắt một cách tàn khốc vì sự tàn phá. Vài cây dẻ sát như một ngôi nhà đã bắt lửa và bùng cháy. Ông lắng nghe, cố gắng nghe một giọng nói, một tiếng gọi, một tiếng thét, không có gì động đậy. Trừ những ngọn lửa, tất cả đều im lặng, trừ đám cháy. Có phải chăng tất cả mọi người đều bỏ trốn? Nhóm người sống và làm việc ở cỏ sơm đã đi đâu? Nhóm dân chúng nhỏ nhoi đã ra sao rồi? Tay Mặt xuông khỏi đồi, một câu đố tan tóc đang ở trước mắt ông. Ông đến gần không vội vã và nhìn chăm chú. Ông tiên tơi đống đổ nát chậm như một cái bóng. Ông cảm thấy mình như ma trong nấm mộ. Ông đến chỗ từng là cánh cửa của trại lính canh và ông nhìn vào sân, giờ đây không còn tường và lẫn lộn với ấp nhóm quanh cửa. Điều ông đã thấy chẳng còn gì cả, ông chỉ còn thấy điều khủng khiếp, sự kinh khiếp xuất hiện ra với ông. Ở giữa sân có một đống đen ngòm, một phía được mơ hồ tạo bằng ngọn lửa, phía bên kia bằng ánh trăng. Đống này là một đống người, những người này đã chết. Quanh đống này có một cái ao lớn còn bốc khói một chút. Đám cháy phản chiếu trong ao, nhưng nó không cần lửa để đỏ lên, đó là máu. Tay Mặt đến gần, ông bắt đầu xem xét hết người này đến người khác, những cái xác nằm sóng xoài, tất cả đều là xác chết. Dần trăng soi sáng, đám cháy cũng thế, những cái xác này là binh lính, tất cả đều đi chân trần. Người ta đã lấy giày của họ, người ta cũng đã lấy vũ khí của họ, họ vẫn còn mặc quân phục màu xanh, đầy đó, người ta phân biệt trong đống xác, các chân tay và đầu, những chiếc nón thủng lỗ như các phù hiệu tam tài. Đó là những người Cộng Hòa, đó là những người Paris mà mới hôm trước ở đó vẫn còn sống và phòng thủ trong trại cỏ rơm. Những người này đã chịu khổ hình như sự ngã ngục cân đối của các xác chết đã chỉ ra. Họ đã bị sét đánh tại chỗ và cẩn thận, tất cả đều đã chết. Không một tiếng thở khò khè nào còn thoát ra từ đống người. Tay Mặt xem lại các xác chết, không bỏ qua một người nào. Tất cả đều bị đạn rắn lỗ chỗ. Những người đã xả súng vào họ có lẽ hối hả đi nơi khác, không có thời gian chôn họ. Khi ông sắp rút lui, mắt ông hạ xuống một bức tường thấp trong sân, và ông thấy bốn bàn chân dắt qua góc của bức tường này. Những cái chân này có dài, chúng nhỏ hơn những bàn chân khác. Tay Mặt đến gần, đó là những bàn chân đàn bà. Hai người đàn bà nằm sóng xoài bên cạnh nhau đằng sau bức tường, cũng bị xử bắn. Tay Mặt cúi xuống người họ. Một trong hai người đàn bà này mặc một loại quân phục, bên cạnh chị có một chiếc bi đông dở và trống rỗng, đó là chị bán căng tin quân đội, chị đã chết. Tay Mặt xem xét người kia, đó là một phụ nữ nông dân, chị tái nhợt và há hốc, mặt chị đã nhắm, chị không có vết thương nào ở đầu. Quần áo chị có lẽ do mệt nhọc đã thành rách rưới,
Ta mở ra khi ngã xuống và để cho thấy tấm thân trần hết phân nửa. Ta mặc tách họ ra và thấy ở trên vai có một vết thương tròn do một viên đạn gây ra. Xương đòn bị dở, ông nhìn bầu vú nhợt nhạt. Mẹ và bảo mẫu, ông thì thào. Ông sờ vào chị không lạnh, chị không có vết thương nào khác ngoài xương đòn bị dở và vết thương ở vai. Ông đặt bàn tay lên trái tim và cảm nhận một tiếng đập yếu ớt. Chị chưa chết. Ta mặc đứng dậy và thét lên bằng giọng khủng khiếp. Không có ai ở đây sao? Là lão tên ăn mày, một giọng trả lời khẽ đến mức rất khó nghe. Đồng thời một cái đầu ló ra khỏi cái lỗ đổ nát, rồi một gương mặt khác xuất hiện trong một ngôi nhà tồi tàn khác. Đó là hai nông dân ẩn nấp, những người duy nhất còn sống sót. Giọng nói quen thuộc của người ăn mày đã trấn an họ và khiến họ ra khỏi các xó xỉnh mà họ đã nép mình. Họ tiến về phía Tên Mặt vẫn còn rất run rẩy. Tên Mặt có thể hét lên nhưng không thể nói. Những cảm xúc sâu sắc là như thế. Ông lên ngón tay chỉ cho họ thấy người đàn bà nằm dài dưới chân mình. Chị ấy còn sống à? Một trong các nông dân hỏi. Tên Mặt gật đầu ra hiệu là còn. Người đàn bà kia còn sống không? Tên Mặt ra hiệu rằng không. Người nông dân lộ diện ra đầu tiên nói, những người khác đều chết phải không? Tôi đã thấy điều đó. Tôi đang ở trong hầm. Ta phải tạ ơn Chúa lúc ấy vì không có gia đình. Nhà tôi đã cháy. Chúa Jesus ơi, người ta đã giết hết. Người đàn bà này có con cái, ba đứa con, đều còn nhỏ xíu. Mấy đứa nhỏ hét lên, mẹ, mẹ. Bà mẹ kêu lên, các con tôi. Người ta đã giết người mẹ và mang mấy đứa nhỏ đi. Tôi đã thấy điều đó. Chúa tôi, Chúa tôi, Chúa tôi. Những người thảm sát tất cả đã ra đi. Họ rất hài lòng. Họ mang theo những đứa nhỏ và giết người mẹ. Nhưng chị ấy chưa chết phải không? Chị ấy còn chưa chết. Hãy nói đi người ăn mày. Ông nghĩ rằng ông có thể cứu chị ta. Ông có muốn chúng tôi giúp ông mang chị ta đến ổ chó của ông không? Tên Mặt ra hiệu rằng có. Khu rừng gần trang trại, họ nhanh chóng làm một cái cán với cành lá và cỏ lui chồn. Họ đặt lên cán người đàn bà vẫn bất động và bắt đầu lên đường vào bụi cây. Hai người nông dân mang chiếc cán, một người ở đầu, một người ở chân. Tên Mặt nâng tay người đàn bà và bắt mạch chị. Vừa đi đường, hai người nông dân trò chuyện và phía trên người đàn bà đẫm máu được dần trăng soi sáng, gương mặt nhợt nhạt. Họ trao đổi với nhau những tiếng tán thán khiếp đảm, giết hết, đốt hết. À Chúa ơi, lẽ nào bây giờ người ta sẽ phải chịu cảnh như thế? Là ông già cao lớn muốn như thế? Phải, chính ông ta ra lệnh. Tôi không thấy ông ta lúc người ta bắn. Có phải ông ta ở đó không? Không, ông ta đã đi. Nhưng cũng vậy thôi, mọi chuyện được làm theo lệnh của ông ta. Ông ta đã nói, giết, đốt, không tha ai hết. Đó là một hầu tước. Phải, đó là hầu tước của chúng ta. Ông ta tên gì kìa? Là ông Đệ Lăng Tư Nắp. Tên Max lướt mặt lên trời và lẩm bẩm giữa hàm răng, giá mà mình biết được.